Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ben Computer. Thời điểm cuối năm này là một thời điểm rất tốt để mọi người có thể mua sắm khi mà hầu hết các sản phẩm đều đang có được một mức giá tốt. Chính vì vậy mà việc sở hữu một chiếc laptop trong thời gian này cũng là một điều vô cùng thích hợp. Ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho mọi người top 4 chiếc laptop chỉ trong khoảng giá 10 triệu đồng nhưng lại vô cùng đáng mua. Bạn cùng mình bắt đầu video nhé. Đứng đầu tiên trong danh sách này đó chính là chiếc Acer Aspire A315 với mức giá chỉ dao động khoảng 9,6 triệu. Acer Aspire A315 sở hữu trong mình những điều tốt nhất có thể có trên một chiếc laptop phổ thông. Đó là nó có một thiết kế mỏng, nhẹ, một cấu hình tốt với con chip Core i3 thế hệ thứ 8. Đi kèm với đó là 4GB RAM DDR4 và Win 10 bản quyền. Với cấu hình này, chiếc máy sẽ không ngán bất cứ một tác vụ văn phòng nào liên quan đến học tập, làm việc hay kể cả chơi game, giải trí. Hơn nữa thì đây là một trong rất ít những chiếc máy sở hữu màn hình Full HD trong khoảng giá. Đi kèm với đó là bản lề có thể mở ngập 180 độ, cung cấp nhiều góc nhìn hơn và công nghệ chống ánh sáng xanh giúp bảo vệ mắt cho người sử dụng. Đây xứng đáng là chiếc máy đứng đầu trong danh sách này cả về mức giá cũng như những gì mà nó đem lại cho người dùng đấy. Đứng thứ hai trong danh sách theo mình là chiếc HP 348G7 với mức giá hiện tại khoảng 9,9 triệu đồng. Máy mang cho mình một thiết kế nhẹ nhàng với tông màu bạc sang trọng, tinh tế. Đây là một trong những chiếc máy vô cùng hot tại Ben Computer vì nó phù hợp với hầu hết mọi đối tượng sử dụng. Sở hữu cấu hình tốt với mức giá tiết kiệm, máy được trang bị con chip Core i3 thế hệ thứ 8, đi cùng với đó là 4GB RAM và SSD 256GB. Rất ít chiếc máy có thể cạnh tranh vị trí thứ hai trong danh sách này với HP 348G7. Vị trí thứ 3 thì mình sẽ dành cho Acer VivoBook S530FA với mức giá dao động khoảng 9,9 triệu. Chiếc VivoBook này sở hữu cho mình một thiết kế vô cùng thời trang với phần vỏ làm bằng kim loại nhưng trọng lượng chỉ có 1,8kg, mang đến sự tiện lợi dành cho những ai hay di chuyển. Sở hữu màn hình Full HD kích thước 15,6 inch và tấm nền IPS, máy mang lại trải nghiệm màn hình vô cùng chân thực, sống động. Cùng với đó là con chip Core i3-8145U và 4GB RAM đi kèm, máy hoàn toàn đáp ứng được hầu hết các nhu cầu học tập, làm việc và đặc biệt là giải trí của anh em một cách vô cùng mượt mà. Chỉ có một điểm mà mình hơi đáng tiếc trên chiếc Acer này, đó chính là máy chưa được trang bị SSD mà chỉ được đi kèm theo máy là HDD 1TB mà thôi nhá. Vị trí cuối cùng trong danh sách này thì mình sẽ dành cho Dell Virtual 3401, đến từ một thương hiệu đã khẳng định được vị thế về cấu hình, về độ bền và cứng cáp theo tiêu chuẩn quân đội. Với mức giá trên 10 triệu một chút hay cụ thể hơn là 10.590.000 thì nó được trang bị con chip Core i3 thế hệ thứ 10 mạnh nhất trong danh sách này, đi cùng với đó là 4GB RAM DDR4 và cho hiệu năng học tập và làm việc tốt nhất trong phân khúc. Dell Virtual 3401 này cũng được trang bị công nghệ sạc nhanh và trải nghiệm bàn phím là vô cùng tốt. Chỉ có một điểm đáng tiếc nhất trên chiếc máy đó là nó chỉ được trang bị màn hình HD mà thôi. Và đó là 4 chiếc laptop mình nghĩ đáng sở hữu nhất hiện nay trong khoảng giá 10 triệu đồng. Hy vọng là video này sẽ giúp cho bạn có được những sự lựa chọn vô cùng phù hợp. Video thì đến đây cũng kết thúc rồi. Nếu bạn thấy hay và hữu ích thì đừng quên like, share, đồng thời bấm đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất của Ben Computer. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nhé.